Trong đôi mắt anh em là tất cả. Dạ vâng, em Hằng xin chào đại gia đình nhé. Em Hằng quay những cái clip này là cũng rất là nhanh thôi, bởi vì đợt này thì nó đang cái bùng phát, nó đại dịch quá, thế cho nên là em Hằng quay những cái clip này gửi anh em đấy. Thì những cái dòng như này thì em Hằng vừa mới về và em Hằng đã làm những cái hồi gỗ này cho các bạn ấy rồi. Anh em nào đặt những cái dòng như thế này thì có liên hệ, có thể là coi như là liên hệ luôn cho em Hằng ở bên Zalo này và bên tin nhắn này để em Hằng gửi ảnh và thông báo từng cái model nhé. Đợt này thì em Hằng rất là bận, thế cho nên là anh em có thể là sorry cả nhà là có thể điện này hoặc nhắn tin mà em Hằng chưa kịp thì có thể là giúp em Hằng nhé, vì em Hằng rất là bận. Vâng, đây là những cái hàng hôm nay đã về đấy ạ, cả nhà có thể liên hệ cho em. Vâng, bên logo của Âm Thanh Khánh Hằng cơ sở 1 ạ. Vâng, và giúp em chụp cho em cái logo, đây là cái số điện thoại của em để tiện giao dịch, 0912572434 nhé. Cả nhà giúp em nhé, liên hệ cho em bên Zalo để em tiện thông báo cụ thể ạ. Hôm nay thì đây, em có đã lắp hùi gỗ này, đã về những cái mặt hàng như thế này. Về một con SE40 này, vâng, hai con 80 này, đã lắp hùi gỗ rồi này. Và đây thêm một con là 8065, vạch mã trắng cũng lắp hùi gỗ. Và một con 8075, vâng, cái click rất là đẹp luôn ạ. Vâng, đã test ổn định và đã rất là cầu kỳ lắp những cái bộ áo vào cho các bạn ấy rồi, rất là đẹp. Và anh em nào đặt những cái bộ hồi vào những con như này thì có thể liên hệ lại cho em Hằng luôn, và ngày mai có thể em sẽ trả hàng. Và đây là một con 60 và một con này là SE8, con dưới là SE9 đã về được một con. Và cả nhà ơi, chắc là đợt này nó cũng mà nó đang lan rộng rất là nhiều như này thì anh em có thể nhanh tay nhé để em gửi, và không cần phải ở gần và ở xa, thì tất cả em cũng khuyến cáo là không thể ra cửa hàng em Hằng tụ tập được, và chỉ liên hệ cho em trên Zalo để em thể gửi ảnh và em sẽ ship cho cả nhà nhé. Và đợt này rất là căng, vâng, thế cho nên là anh em không cần phải ra tụ tập, mà gần ở xa thì cứ không cần phải đi ra cho em Hằng làm gì cho tụ tập, vì cửa hàng em Hằng rất là bé nhỏ, cho nên là ở đây thì nó rất là bí. Vâng, hàng thì rất là còn hàng mới về và hàng cũng còn, anh em có thể liên hệ cho em. Và đây là những cái đầu giải mã 920 Soli 940, nhưng hôm qua em có cái đăng cho cả nhà. Hàng thì rất là đang phong phú và vẫn còn, anh em có thể liên hệ cho em. Và đây là một cái bộ này, là bộ đây một bộ này là bộ tủ đài mới về nữa này. Và thì cả nhà có thể liên hệ cho em. Đây là cụ thể, đây là một loạt tất cả những cái quai đặt bộ hồi gỗ này và quai đặt má gỗ này. Vâng, cái hồi như thế này là 1,5 triệu một cái hồi ạ. Vâng, còn cái má gỗ ở đây, cái má gỗ như thế này là 650 và gửi đi thì là 700. Vâng, cả nhà giúp em nhé. Ngày hôm qua thì em gửi cũng rất là nhiều rồi đấy ạ. Đặc biệt là hôm qua có cái vụ test này thì hầu như là kín bưng điện thoại luôn. Vâng, anh em có thể là liên hệ cho em Hằng để em Hằng gửi nhá. Những cái test to như thế này là rất là đẹp này. Còn con trên là test chung vừa tầm, và anh em có thể liên hệ cho em Hằng. Và có cả hai cơ sở nhá. Cơ sở của em, cơ sở 2 của em là Yến Âm Thanh Bãi nhá. Cả nhà liên hệ giúp em. Vâng, bên Yến thì cũng có cả test, cho nên là cả nhà có liên hệ cho bên cơ sở của Yến Âm Thanh Bãi như thế này giúp em. Vâng, và số điện thoại của em Yến đây, 0934683073. Vâng ạ, 197 lê duẩn. Cả nhà chụp giúp em nhé. Đây là cụ thể những cái hàng như ngày hôm nay thì đã có ở tại em Hằng rồi này. Vâng, SEA60 và SEA40, hai con 80 và Sansui SE8, SE9. Và đặc biệt là có Techlic này, 8065 màu trắng bạch mã và 8075. Vâng, rất là đẹp. Anh em có thể liên hệ cho em. Em đang test qua một cái của bộ tủ đài. Vâng, đây là bộ tủ đài của Colombia. Xin cảm ơn người từng hát với tôi, tuổi thơ trong cánh hoa.
quá là phong phú á, quá là đẹp cho anh em luôn. À, anh em có thể giúp em Hằng nhé. Dạ vâng, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Vâng ạ. À.